Xin chào các bạn, mời các bạn nghe gái Bình Gia hát thi nhé. Các chị gái Bình Gia đầu đội khăn rất là đẹp. Các anh trai này ở ngoài Hoàng Đông hay sao nhỉ? Thành phố Lạng Sơn hay sao? Mình vừa gặp nhau. Anh đứng ở trong kia đấy. Trong kia. Không ngồi, đứng ở đấy được một lúc rồi. Đứng chỗ kia, nó gần quá. Đến cái xe đăng ký là được. Thế là được anh ạ. 15.000 một cân. Nhà xe tơ nó có nó cảm. Thấy không? Không ăn được anh. Chia tay. Lên xe lắm. Chia tay xong rồi. Chia tay thì cái cô đi về nhá. Anh ở đâu anh? Ra. Em là tên 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 kia à? Cặp thôi. Taxi. Ừ, đúng rồi, một taxi Yeah.
Được rồi, anh đứng đấy được rồi.
25.000 đồng/cân, dưa chua 15.000 đồng/cân, xoài 25.000 đồng/cân, mật 15.000 đồng/cân. Chúng ta là con cua. Thank you.
25.000 một cân, đưa
đôi chùa 15 nghìn một cân, xoài 25 nghìn một cân. Yeah.
15,000 cân,
cân, dưa chuột 15.000 một cân, xoài 25.000 một cân, mật 25.000 một cân. Nhưng mà bạn có bao giờ mua? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cân. Rồi chuẩn 15.000 một cân. Ngoài 25.000 một cân. Bạn 15.000 một cân. Và còn có bao mùa. Đấy bè. Yeah.
Yeah.